thường thì Casepa đầu tư ban đầu rất là nhiều tiền cho cơ sở vật chất, cho hệ thống máy móc thiết bị đắt tiền và cho rất là nhiều các nhân sự. Và họ nghĩ rằng là sẽ có một lượng lớn khách hàng sẽ đến với họ sau khi mà khách hàng nhìn thấy cái cơ sở vật chất rất là to đẹp của họ như vậy. Nhưng thực tế là chỉ có một số lượng nhỏ khách hàng đến với họ mà thôi. Bởi vì hàng ngày họ không áp dụng quá nhiều marketing và hàng ngày chỉ có một lượng khách hàng biết đến thông qua những cái người mà họ đi qua, đi lại cái cơ sở, cái spa của họ. Và muốn khách hàng đến với chúng ta thật nhiều, muốn khách hàng chi ra nhiều tiền để mua dịch vụ của chúng ta, điều đầu tiên đó là chúng ta phải giúp cho khách hàng biết đến spa của mình. Và để khách hàng biết đến spa của mình thì chúng ta phải thực hiện công việc đó là marketing. Marketing để bao gồm như là marketing online, như là Facebook, YouTube, Zalo Ads, website, Google. Và marketing offline thì chúng ta quảng cáo tờ rơi, banner, băng rôn, biển bảng, đèn nháy, hay là quảng cáo trên trạm chờ xe buýt, quảng cáo ở các điểm xe buýt, quảng cáo trên xe buýt và rất là nhiều các kênh marketing offline khác. Và có một kênh nữa, đó là kênh marketing truyền miệng. Đó là khi khách hàng sử dụng cái dịch vụ của chúng ta đáp ứng, chúng ta cung cấp cho khách hàng những cái dịch vụ làm cho khách hàng hài lòng và họ sẽ giới thiệu những khách hàng mới cho chúng ta. Và bài học đầu tiên đó là giúp cho khách hàng biết đến spa của chúng ta.